nhé. Cô Hai Thương xin chúc cả nhà một buổi tối thật là yên bình, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Hôm nay một buổi chiều tối muộn của miền Sơn Cước rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Rất là hạnh phúc được là người con của miền rừng núi, của núi rừng luôn cả nhà nhé. Được từ tay mình chăm sóc những cây rau củ quả hoặc là những cái thực phẩm sạch này của miền núi để tặng các người thân thương của mình, tặng những người thân thương của mình ở thành phố xa quê hương núi rừng miền Tây của xứ Nghệ này. Rất là hạnh phúc luôn cả nhà nhé. Trứng gà này, trứng gà này là gà đen đó, gà gọi là gà đen của dân tộc Hơ Mông miền Tây Bắc đó cả nhà. Mà nó không có để ở trong ổ mà nó để ngay trắc nó tìm các cái bụi cây rậm nó để cả nhà nhá, vui lắm luôn. Có những khi là lợn với dê ăn hết rồi còn cái vỏ không. Thế là mất mấy chục quả trứng. Đây con đây là hạt thủ ô cả nhà này. Hạt thủ ô là đã phơi được rất nhiều nắng và phơi sương luôn cả nhà nhá, phơi sương của miền núi luôn. Buổi ngày thì nắng rất to, rồi buổi tối có sương nhẹ nhẹ đó, rất là thơm luôn cả nhà này, thơm ơi là thơm luôn, thơm như mùi khoai khô, ta phơi khoai sẵn khô đó. Còn những ôi quả mít này nó chín rồi, chín nứt vang luôn đây. Còn quả này chắc ít hôm nó mới chín cả nhà này. Bơ là của nhà cả nhà nhá, bơ hai loài luôn, một loài bơ bút với một loài bơ quả rất là dẻo luôn, bưởi hồng cả nhà nhá. Còn cái này là để ăn với thịt ba chỉ hoặc là cuộn này, rau cuộn này. Còn đây là một loài hoa của núi rừng này, xào với tất cả các thực phẩm gì cũng rất là thích luôn cả nhà, có vị đắng và khi ta ăn vào thì thấy nó ngọt ngọt á. Còn đây là ớt cay này. Ớt cây này là ớt cây mùi, gọi là ớt cây rừng đó, ớt cây rừng mà ta thường gọi là ớt cây mùi này cả nhà này. Đó. Gửi cho những người thân thương của mình ở thành phố thì rất quý luôn này, vì đây là rau quả sạch của núi rừng, không từ mọc từ, có nghĩa là không phải chấm phải tưới gì hết. Bù này cả nhà này, bù này rất là dẻo luôn cả nhà nhé. Rất là dẻo, rất là ok luôn cả nhà này. Còn bưởi hồng thì cũng ăn được rồi chứ chưa được ngon lắm. Còn đây là rau mùi tàu cả nhà, để ăn phở này. Đó, hẳn là nó là vừa một vị thuốc luôn để tốt cho thanh quản cả nhà nhá, giống như cây bạc hà này này. Đấy, cho nên những người thân thương của mình mà làm cái ngành nghề mà hay nói trước công chúng nhiều thì ta phải chọn trong những cái loài cây này là cái bạc hà này, rồi cái rau hùng hùng tàu này đấy, đó là để ta tốt cho thanh quản cả nhà nhé. Còn còn chanh này, chanh của vườn nhà luôn cả nhà, chanh của vườn nhà luôn này, ổi cả nhà nhé, ổi này, ổi là ổi của núi rừng bọc rất kỹ cả nhà nhé, bọc rất kỹ luôn này. Bọc hai lớp, một lớp là bằng vải trắng, một lớp ngoài là bằng báo để cho tốt đấy. Có những quả bù này thì rất là xinh luôn đấy cả nhà này, mà đặc lắm cả nhà, chắc phải nhìn vậy chứ cũng phải gần cân đó cả nhà, nặng lắm luôn, không có ruột cả nhà nhé, ít ruột lắm, nó đặc rất, nó đặc không vậy đó. Cho nên là rất là thích luôn. Con ngô này, ngô là ngô đỏ cả nhà nhé. Ngô đỏ này là nấu sữa ngô đỏ rất là tuyệt vời luôn nhé. Cái giống nó thì cực kỳ đắt luôn. Đó, gửi cho các con những cái thực phẩm. Cái này thì mình mùa đông mình mới trồng được, còn mùa này chưa trồng được. Con dựa nha này, đó dựa nha này. Còn cóc này, cóc sắp chín rồi cả nhà nhé, chín rồi đó, chứ không phải sắp chín mà, chín rồi này, chín rồi ăn rất ngọt mà lại hơi thanh thanh chua. Đó. Còn bắp máy cũng đang ra tránh được với bầy gà của một người cháu hàng xóm, nó bẻ, nó mổ bông như thế này mà nó mổ hết cho nên cũng thấy dễ thương cái này, nó ăn rất là xinh luôn.
nó ăn nó để lại cho ta mà như cái bông hoa cả nhà đấy đó. Gà nhà một người cháu hàng xóm thì rất là nhiều gà luôn, gọi là gà chòi á, cho nên nó ăn tới bơi luôn. Thế là tránh ngô thì ngô của vườn mình, nhưng mà phải ra tránh với gà hàng xóm mới được từng này đó cả nhà. Xong đây là đợt bu cả nhà này, nhà mình có áo cho nên là có rau muống rất là cực kỳ non luôn cả nhà nhé. Đó, rau muống rất là non luôn, rau muống này trẻ đã ăn sống thì tuyệt vời luôn cả nhà này. Đó, rất là non tuyệt vời luôn đó, non ơi là non luôn, vì được mưa mưa của núi rừng mấy hôm đó, gọi là được mưa rừng á, cho nên nó tuyệt vời đấy đó cả nhà. Còn đây là rau bu ngót này, còn đây là rau mạ phơi khô này. Đó, tỏi thì hành cho các con, những người thân của mình nữa. Còn đây là một vị thuốc này cả nhà biết rồi đó. Xào với các loại thịt rất là ngon luôn, thịt gì xào cũng được, tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Quả mít này nó thơm quá trời trời rồi. Chúc cả nhà một buổi tối thật là tuyệt vời nhé. Đó, nhà mình ăn rất là đơn giản cả nhà. Ăn bù xào này, ăn bù xào với hành tây. Úi trời. Rồi còn thịt thì có lo ví sọng, nhưng không có bỏ vào lo. Không thích ăn thịt nướng lắm, cho nên là quấy lên, quấy bằng áp chảo đó, gọi là áp chảo đó cả nhà. Mấy anh mèo anh chó như mình nó từ về ở đó cả nhà, mèo cũng từ về ở luôn cả nhà nhé. Thích lắm cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối thật là tuyệt vời nhé. Mình ngậm một chút hoa quả sạch chút nữa. Bây giờ mình cho vào thùng này để cho lên xe cá để gửi đi thành phố cả nhà nhé. Chúc cả nhà một buổi tối thật là tuyệt vời luôn. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Cô Hai Thương chúc cả nhà thật là nhiều niềm vui sức khỏe. Và thật là hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Rồi là cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc người thân của mình bằng các hương hoa của núi rừng này cả nhà nhé.